Người tự xây dựng một ngôi nhà cho mình, người xuất gia theo Phật cũng chính như làm cán bộ lãnh đạo ở ngoài đời hay thợ lành nghề của một công ty, hay lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc buôn bán, thương mại kiếm tiền. Rồi đủ duyên phước làm lãnh đạo nhân dân, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, còn gọi là quan chức của xã hội. Khi trong công việc làm của mình thì họ cũng là đang xây cho mình một ngôi nhà hay cho người khác vậy. Xây dựng nhà tốt hay xấu là do ta sẽ phải ở với nó, ít nhất là một kiếp làm người này, hay ngôi nhà là nhân quả cho a kiếp sau. Các cụ có dạy, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, có nghĩa là phải sống làm gương mặt cho thiên hạ khỏi chê cười. Nếu là người đời lãnh đạo, khi thiếu phước là họ cũng cầu thả, họ vẫn tham lam, ham muốn giống như những người phàm phu tục tử vậy, có khi tính ham muốn dục lạc như con thú kìa. Khi chả dáng dấp gì là người được quần chúng tin yêu. Còn nói đến chuyện của người xuất gia thì, khi tu tập sai pháp, khi thân hành, khẩu hành, ý hành, coi như đã bị quả nghiệp báo. Làm sao mà trốn nhân quả được? Khi thân hành đã mỹ mắt, khẩu hành đã nói ra, ý hành đã thích thú thì không có gì để chống nổi. Nó tái sinh thành con người và con vật ngay. Dạ, có phải không thầy ơi? Kính mô Phật, xin thầy giảng tiếp. Các sư tăng về chú nguyện cho mẹ, thì mẹ mới thoát khỏi địa ngục. Vậy nên ngày này, các sư tăng cứ theo mà đi làm lễ cầu an, cầu siêu, cầu đồng, để kiếm ăn, hay kiếm tiền như những kẻ ngoại đạo Phật vậy. Qua câu chuyện trên mới thấy các vị tổ sư kia nói xạo, mà bao thế hệ cứ tin theo mà hành lễ Vu Lan trong tháng 7, hàng năm còn gọi là ngày xá tội vong nhân, để các quan thần tha cho kẻ bị địa ngục, mà chẳng hiểu gì lời Phật dạy. Đức Phật còn dạy, 33 cõi trời đều là tưởng chi, không có liễu chi, chứng tỏ linh hồn không có. Vậy làm lễ cúng lạy ai ăn đây? Với lại Mục Kiền Liên là một trong người đệ tử của ngài, rất giỏi chứng quả vị cả rồi, thì sao lại nghĩ con người khi chết đi còn có nơi để đến ở dạng địa ngục nữa sao? Khi xảo miệng lại cho rằng có vong linh sống vất vưởng chưa đầu thai được như tiến sĩ Thích Chân Quang cúng cơm chiều cho họ. Còn sư Thích Trúc Thái Minh, phải thỉnh oan ra trái chủ trả góp, khi khách hàng không có tiền cho làm công quả hay sao? Thật là phỉ báng Phật mất rồi quý bạn. Rồi vẽ ra đủ chuyện để tín đồ phải theo mà không sợ nhân gieo phải gặt quả sao? Thật là họ xạo miệng quá, tu sai pháp cũng là mất giới với Phật rồi. Cũng không ít người xuất gia mà vẫn còn thích đủ thứ của ngũ dục thế gian. Người xuất gia mặc dù Đức Phật dạy, tỳ kheo chỉ có nghề đi xin ăn ngày một bữa chưa làm nghề duy nhất. Không làm nghề gì khác, thế mà nhiều các bậc nổi tiếng chức sắc trong giáo hội. Hàng ngày vẫn tranh thủ dịch kinh, thuyết giảng cho tín đồ nghe. Nhiều người, họ lại lập thêm cái nghề, mở công ty riêng làm truyền thông kiếm tiền. Một vị hòa thượng giảng kinh rất hay, có nhiều tiếng cười còn tuyên bố rằng, khi học thầy Thích Thanh Từ, làm truyền thông bán cho youtube.be kiếm tiền, thì tiền chảy vào túi như nước chảy sông Đà. Có thầy mở công ty buôn bán văn hóa phẩm mê tín như tọa lạc cụ, tượng Phật tranh sách kinh dịch. Mở trang trại chăn nuôi dưỡng gà kiếm trứng để ăn, mở hồ ao, bể cá cảnh nuôi cá koi của Nhật Bản đắt tiền lắm kìa. Làm vườn chuyên tạo cây đáng đẹp dạng bonsai, cây cảnh để hàng ngây chăm sóc cây, cắt tỉa cảnh trị vào thế long trầu, phượng múa vần nhau đủ kiểu mà không biết mình đang tạo nghề sát cây cối sao. Rồi không ít nơi chùa chiền mở trang trại trồng thuốc như Sâm Ngọc Linh ở Đà Lạt Việt Nam, trong tay ông tuyên bố có số dư ngân hàng tới 40 tỷ đồng. Mở phòng chữa bệnh tật, làm thuốc phục vụ bệnh nhân. Mở nhà nhận trẻ em nhỏ, mà không nhớ trong kinh Phật dạy, không được nhận con nuôi và vật nuôi như chó mèo, cá mú, chim cảnh kìa. Tỳ kheo còn chơi đài phun nước như ở núi non, chậu, bể hòn non bộ lấy năng lượng của dòng nước phun là vô minh. Đức Phật dạy về ăn, thì lại dịch kinh của Tam Tổ Trúc Lâm của Pháp Loa, Huyền Quang, Trần Nhân Tông dạy. Ở nhà vui đào hãy tùy duyên, đói thì ăn, khát thì uống, mệt nghỉ liền, là sai với pháp hành của Phật dạy mất rồi, nên đại bộ phận là hay ăn vặt, không ăn được ngày một bữa như Phật. Mà khi họ lại ăn vặt 2-3 bữa trong ngày, họ vẫn uống rượu bia, làm dụng, khéo léo dùng rượu thuốc, cà phê thuốc lá, và các chất gây nghiện. Thậm chí họ vẫn còn khéo cất giữ tiền bạc với Phật, bị biến tướng tiền bá thí cúng dường cho vào tài khoản ngân hàng hay tài khoản điện thoại để ông Phật cấm cất giấu giếm tiền bạc với Phật trong người. Khi thấy bá thí, mời đi cúng trai tăng có tiền là sáng mắt lên, rồi suy nghĩ đủ điều để cất giấu tiền bạc với Phật, để trong người hàng ngày một mà lạy chào Phật là ông ấy soi kìa. Ở trong phòng riêng mà vẫn thỉnh cụ Phật để thờ đèn nhấp nháy ánh hào quang giả của người đời thiết kế để cho tâm yên Phật ở trong nhà mình. Nhưng lại dính mắc khi có tầm, là phải tư duy.
phải có tứ, là phải tác ý. Mặc dù họ vẫn biết và đang hành kinh sách nguyên thủy Nikaha để tu pháp giải thoát. Khi họ còn ca hát và nghe ca hát, thậm chí khéo biến đổi kinh pháp Phật ra để tụng. Mà khi tụng kinh giọng đọc Ea là hát, gõ mõ, chuông là nhạc như rót vào tai tín đồ như giọng quý thầy ở Huế. Thì là mình đang phạm giới sướng hát rồi còn gì. Chưa nói đến khi họ nằm cái giường cao rộng lớn, sắm sửa giường như giường công chúa, vua chúa thời phong kiến, đắt tiền lắm, lại bằng gỗ cẩm lai hay khảm trai nữa kìa. Cái ghế ngồi giảng pháp của thầy Thích Tuệ Hải, sư Thích Trúc Thái Minh có tới hàng tỷ đồng không quý vị? Khi dùng gỗ lớn như sập bàn ghế ngồi như nhà đại gia thế tục, mà không nghĩ mình đang phá rừng trong kinh tứ vô lượng tâm, khi tâm tử với cây cối và môi trường sống của trái đất bị mất kìa bạn. Về ái kiết sử thì, nhiều người còn nhận con nuôi, còn vật nuôi mà họ vẫn biết rằng trong kinh phạm bóng Đức Phật cấm. Trong kinh Nikaya Đức Phật có dạy, này các tỳ kheo, khi đã cạo bỏ râu tóc, mặc cả áo vải bỏ đi, xuất gia theo ta tu, khi hết duyên, không tu được phải về đời thế tục với gia đình thì phải xả y áo để khỏi tổn phước long thể của con đường đi của bậc thánh. Thế mà có mấy ai khi về ở với gia đình vì bệnh tật hay không xả được ái kiết sử, mà vẫn đắp y áo, vẫn đầu tròn áo vuông, vẫn nhờ cuộc sống của bá thí cúng dưỡng cho duy trì cuộc sống thì hiện nay là nhiều người lắm. Khi xưa Đức Phật có về cung thăm có hai lần gì đó. Một lần thăm vua cha sau bao năm đi xuất gia, để giảng giải về con đường thoát khổ cho vua cha vào hoàng cung. Một lần cuối khi bị bệnh để trợ lực cho vua cha nhập vào dòng thánh trước khi xả bỏ áo thân. Cả hai lần Phật đâu có ở trong cung vua, cái gian nhà của hạnh phúc sinh con đẻ cái kia đâu. Phật ra hành lang để nghỉ, còn các đệ tử ra khu rừng bên thọ nghỉ cho qua đêm. Phật làm gương mặt cho các đệ tử của mình từ xưa là như vậy. Lại nghĩ, ông Phật có dạy, khi cạo bỏ râu tóc mặc áo vải bỏ đi, ấy thế mà có ai chịu mặc cái áo bá đạo ghép bằng vải cũ đâu nhỉ. Và khi hơi rách chút y áo, hay bạc màu chút là quý thầy thay y áo mới luân. Cả miếng vải to mới đẹp nhập khẩu về khi may y thượng lại cắt phân ra nhiều mảnh ghép lại, học mót Phật là áo y phấn tảo. Song khi xưa Đức Phật là đi lượm vải thây ma, vải bỏ đi, những mảnh vụn ghép lại. Đâu Phật có dạy y thượng phải có nhiều mảnh ghép lại như thể ruộng phước điền nào là 3 điều, 5 điều, 7 điều, 9 điều hay 100 điều đâu nhỉ. Khi Đức Phật có thân hành hạnh ba y một bát, đây phái đại thừa lượm lính những 7 đến 8 cái y áo, mỗi lần đi hoằng pháp hay viếng thăm nơi nào, hội họp là phải mang một cái túi du lịch hay bao lô to tướng những người đời, không như ông Phật chỉ có một cái túi đựng bát và dụng cụ cần thiết trong ngày mà thôi. Thật là đính mắc đến tài sản quá nhiều. Quý thầy lại mắc vào giới trang điểm làm đẹp, bên cạnh đó còn đeo tràng hạt, tràng cổ tay lần chuỗi. Hay đeo vòng năng lượng, đồng hồ đẹp để xem giờ khi đã có điện thoại đắt tiền. Có vị còn mua sắm ô tô, xe máy đẹp đem theo người để đi chợ, hay đi kiếm tiền, lĩnh quà, hoặc kiếm tín đồ, hoặc thỉnh thoảng tót về nhà nơi ái kiết sử còn ghi ẩn trong tâm mình, khi đám con cháu nội ngoại nó chẳng chịu khó gọi thành thầy, hay sư gì cả, trời còn nhiều thứ nữa quý thầy ạ. Khi về nơi độc cư mà cứ chát chít gửi lời thầy tổ hay lời Phật dạy suốt, mà mình chẳng có hành gì cả. Khi lại dương cái mặt nhắn bóng đồng bộ với cái đầu chọc nóc. Khi khoác cái y áo vàng, nâu mới, nhằm để bá thí không thể lẫn lộn với người đời. Thật là khó. Khi có tín đồ hay những nhà lãnh đạo văn hóa như tiến sĩ Đoàn Hương có nhắc cảnh báo những vị còn phạm giới phải đưa vào bộ luật hình sự của nhà nước để quản lý người này hay quản lý hòm công đức ở chùa, tu viện thì quý thầy chẳng có im lặng để chiêm nghiệm xem mình, huynh đệ mình còn thiếu giới luật gì không. Mà mình chẳng để ý. Khi có khói lại không có lửa chấm SAO. Thế mà, nhiều thầy cũng đăng đàn, gờ lên nói mánh họ, thách họ, nếu cần vô mà tu xem sao. Thật là không biết xấu hổ, khi mình chưa chọn 10 giới luật sa di. Thế mà vẫn giao giảng câu chuyện của Ngài Phú Đô L.A. La xin Phật đi hoằng pháp nơi xa. Ông còn trả lời với Phật nếu, họ đuổi con, đánh con, giết con, .con vẫn coi là nhân quả và còn cảm ơn họ đã cứu con. Thế là Phật dạy phải im lặng như thánh các cụ à. Kính sám hối quý thầy, ánh sáng giữa đêm.